xin học đoàn đã và cùng thầy chưa đủ ăn chi em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm người, nhưng vì đám đông nên không thể đến gần người được. Người ta báo tin cho người rằng có mẹ và anh em thầy đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Người trả lời với họ rằng: mẹ và anh em ta là những người nghe lời tin Chúa và đem ra thực hành. Đó là để nhắc nhớ
không? Hầu tiện thường thì khăn chắc là dành cho con, khăn chắc nhỏ hơn là dành cho cháu, còn khăn mẹ là dành cho những em bé xíu hay còn gọi là cha. Sở dĩ các cô muốn cho các con đeo khăn mẹ, sáng nay các cô có gọi điện thoại cho cha và nói rằng thưa cha, cho các em đi đeo khăn mẹ. Bởi vì các em còn nhỏ, thế nhưng vì khăn mẹ của chúng ta, các con cha nhớ tới một điều khác. Nếu khăn trắng là những người có liên hệ rất gần, thì khăn mẹ nhắc cho các con nhớ rằng cha phải dạy cho các con và cho mọi người biết ơn cha cố nhiều như thế này. Nếu khăn trắng rất gần cha cố, sẽ biết nhiều cha cố, còn khăn mẹ thì không biết nhiều lắm đâu. Vì vậy, các người khăn chắc phải dạy cho các em khăn mẹ biết cha bố là ai, phải biết cầu nguyện cho cha bố. Các con còn nhớ chủ nhật vừa rồi cha nói các con đi lễ để làm gì không? Để làm gì? Cầu nguyện cho cha bố. Để làm gì? Cầu nguyện cho cha bố. Đi lễ để cầu nguyện. Vậy thì hôm nay chúng ta dâng văn lễ thật là sốt sắng. Lát nữa mỗi khi chúng ta đọc kinh, đặc biệt chút nữa các đọc kinh lên cha, cha muốn các con thiếu nhi chúng ta đọc thật là to để cầu nguyện cho cha cố, được không? Rồi vậy chúng ta nhớ cầu nguyện nhiều cho cha cố, và xin mọi người cũng biết nhận chỗ con gái của mình, biết ơn những người đã có công ơn với giáo sư chúng ta, ơn gì truyền thống tốt đẹp của giáo sư chúng ta. Khi biết ơn các linh mục đã từng chăm sóc đời sống của tin của giáo sư, biết dẫn chỗ và truyền đạt đức tin ấy cho con gái, ngõ hầu nét đẹp của giáo sư chúng ta mãi mãi được tồn tại. Nhìn vào phong cảnh giáo sư, mọi người đều cảm thấy ấm lòng cho cha cố. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp và nặng xin Chúa thương xót cha cố vô xe của chúng ta. Các con thôi đi, chúng ta cùng nhận dân thánh lên.